Lượng bã cà phê ở Việt Nam rất dồi dào và đa phần là làm phân bón, tận dụng cái nguồn bã cà phê này phối trộn với công thức của mình thì mình làm ra những cái hạt nhựa bio, cũng góp phần là giảm thiểu cái lượng CO2 phát thải. Cái bã cà phê khi mình lấy về thì trong nó khoảng một nửa là nước rồi, phân loại ra những cái hạt không đạt tiêu chuẩn nữa, trở về 100 tấn thì mình chỉ sử dụng được khoảng 30 tấn, phải mất khoảng 3 năm để mà mình đạt được cái vật liệu như bây giờ. Để làm sao mà cái nhựa sinh học này chạy trên những cái máy móc hiện đại và họ không phải thay đổi gì nhiều,